Đợi tôi khổ quá rồi. Đừng mà ông ơi. Tao nhất định sẽ không ngồi yên cho mày cướp bất cứ thứ gì của tao. Ai đã hại con của tôi vậy? Hết con về hơn sao? Con phi mạch đẻ lên kia chưa? Mặt axit trong máu tôi là tội ác man rợ. Để tôi nhìn đây. 20 năm tù, con lấy lại được tuổi xuân của tôi không? Kính mời quý khán giả đón xem Hoa Cúc Vàng Trong Bão được trình chiếu lúc 14 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Em sẽ không bao giờ đánh mất anh thêm một lần nào nữa. Kính mời quý khán giả đón xem Hoa Cúc Vàng Trong Bão.